Hôm nay thì chúng ta sẽ ăn cái món bún 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 thịt luộc ống ruốc. Thì đây là phần thịt ba chỉ em ạ. Phần thịt ba chỉ thì tí nữa mình sẽ luộc cái phần thịt này. Còn đây là phần thịt xay. Để mình xào chung với mắm ruốc. Thì xào chung thì mình sẽ chuẩn bị xả với lại tỏi. Tỏi băm, xả băm. Còn đây là cái phần mắm ruốc. Mắm ruốc này mình mua ngoài chợ. Giờ mình đổ vào cái thau để mình đi rửa. Tại vì trong đây nó sẽ có cá cả nhà. Phải rửa nhưng mà mình chế nước vô. Chờ cho mình nó lắng. Mình quậy lên xong rồi cái mình lắng nó xuống. Bây giờ mình chế nước vô nè. Nó sẽ có cát trong vô, đây á. Mình quậy lên. Hay là mua ở ngoài chợ không ký có xào thì luôn, ký đi. Vô siêu thị hoặc vô Bách Hóa Xanh nó mua cái hộp mắm ruốc này cũng được nè. Nhưng mà cái này có nửa ký à. Mắm ruốc. Này mắm ruốc lẻ nhưng mà nó rất là ngon. Biết rồi. Ta biết thì mới nói chứ mày không biết mình đi. Đó, mình quậy vậy nè, đó. Để là cho mắm nó tan ra vậy nè. Mắm ruốc lẻ vậy thì sẽ ngon hơn mấy cái hũ đóng sẵn như thế này. Vậy chứ. Rồi, ăn chung với bún thì mình sẽ có thơm nữa nha. Hai trái thơm. Rau sống, chua leo. Thơm với lại rau sống. Tí nữa mình sẽ quay nữa nha. Quậy vậy nè, cho nó tan ra rồi. Nó lắng cái khi mình chế vô cái nồi đó, cái mình chừa phần dưới xuống. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nồi để mình xào mắm ruốc ha. Thì mình xài cái chảo cũng được nhưng mà sợ bị dăng á, nên mình sẽ xài cái nồi cho nó đừng có dăng, cho nó sạch sẽ. Cho dầu này là dầu vô. Tỏi á nha, dầu phi tỏi cả nhà. Dầu nóng này mình bỏ vô, bỏ tỏi vô, thêm tỏi nữa mình phi. Chứ thật ra dầu này mình đã phi tỏi rồi. Cái mắm ruốc trong cái hũ mà cả nhà mua ở siêu thị hay Bách Hóa Xanh á thì nó được cái là nó không có cát, cho nên là cả nhà không cần phải quậy với nước để làm lắng cát xuống giống như thế này. Nhưng mà mắm ruốc lẻ thì vẫn ngon hơn. Không, mắm ruốc lẻ này nó mắc hơn cái mắm ruốc hũ này. Thì tại mắc hơn nên không, nó ngon lẻ hơn. Cái lẻ ra nó phải rẻ hơn đúng không, mà cái này nó lại ngon, nó mắc lắm. Nhưng mà mình xài mình thấy nó vẫn có cái gì đó cát cát, thành ra mình phải lắng. Rồi. Nhưng mà cái loại rẻ hơn nữa nó cát dữ lắm. Đó, xào và tỏi cho nó thơm đi. Thơm là mình bỏ thịt này xay, là thịt xay băm á. Giờ mình xào. Xào ít thịt thôi, không cần nhiều. Tại mình ăn thịt luộc riêng á. Thịt này thịt xay nha. Xào, mình xào vậy là cái mắm ruốc nó ngọt lắm. Nó có thịt này nè, ngọt lắm. Thích dầu quá anh. Thôi, cũng gì. Cho nó bông cho ta được rồi, nó còn nhiều. Bởi vì mình xài thịt băm vậy là cho nó ngọt cái mắm ruốc. Sau khi thịt nó săn á. Rồi, làm gì? Mình đổ mắm ruốc vô rồi mình nêm nếm sao cũng được. Nè, mắm ruốc nãy mình lắng rồi nè. Giờ mình đổ từ từ vô. Nhớ chừa cái dưới này lại nè. Lúc nào cái dưới đâu, cái nào chỉ đâu. Nè, nè. Mình chừa lúc, tại vì cát, nếu mà là cát á, hiểu không? Lúc nào nó cũng chìm dưới. Mình đổ vô mình chừa miếng này lại bỏ đi. Không cần phải đổ hết. Đó, vậy thôi. Vậy thôi. Cái gì vậy? Thơm ấy. Bóng rút mà phải thơm chứ sao. Đó, bây giờ mình đem vô nè. Đường vô. Vậy mắm ruốc là lúc nào mắm mà lúc nào cũng phải mặn á, mà nêm đường hơi nhiều một chút. Thôi ghê cái mùi mắm ruốc cái thèm xoài quá. Nãy đi không gặp xài mà chạy mình dòng mất công mệt quá thôi. Đường vô, chút bột ngọt vô rồi nó sôi lên. Mình để nó rặt rặt xuống là xong. Dễ lắm. Mắm ruốc là dễ nhất luôn. Đó, vậy là mình sôi lên phải không? Mình muốn nó đặc á, chờ cho nó cạn cạn xíu, mà trong lúc mình xào mình nhớ quậy quậy gì cho nên đừng có dính với cái nồi, hiểu chưa? Rồi cái mình nó sôi nó chín á, mình nếm thử coi nó vừa ăn hay chưa. Nó không vừa thì mình thiếu cái gì mình thêm cái đó vậy thôi, rất là dễ luôn. Dễ không? Dễ. Nhưng mà mình xào vậy nè, rồi mình để nguội mình bỏ vô hũ mình để mình ăn hoài được. Còn mình xào mà có thơm có đồ vô á, hiểu không? Hồi xưa người ta xào có thơm bầm 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 vô, nhưng mà cái đó thì không để lâu được, hiểu chưa? Còn mình xài gì mình để lâu được là khi nào mình ăn mình sắc thơm để ăn riêng. Ok, bỏ nó ra.
dăm một cái là nó hôi cùng cái nồi bấm ruốc này mình phải sơ thường xuyên nha cả nhà. Mình sơ nó lo chứ nó đợi để đừng có để nó khé. Đó. Rồi đó đóng nắp lại nó dăng dữ lắm. Còn này là luộc thịt. Luộc thịt thịt ba chỉ. Trong nước luộc thì mình cho miếng muối vô cái miếng nước luộc này cho nó đậm đà vậy đó. Mua có 2 miếng nè. Vừa đủ 3 người ăn. Ờ, ăn rất nhiều thịt lắm, thịt heo lên đúng không? Cái chỗ này bán không lên mấy. Luộc thịt. Như đây thì dưa sắc ăn đó, hết bệnh là ăn đủ thứ món luôn. Bây giờ thì mình sẽ qua rửa rau. Đây là số rau sống mà lật rồi, có rau tí tô, rau thơm, rồi dưa leo, cả dưa leo với lại giúp cá hả? Đủ thứ. Nói chung là rau sống á, rau sống thì nó sẽ là bao gồm đủ thứ mấy cái loại rau này thôi. Này là khế nhà chồng nè, khế sống nhà chồng. Nhưng mà không có thì mình ăn mấy lát xoài cũng được, nhưng mà mua xoài không có. Sáng nào cũng mua xoài, quên mua chứ không phải không có xoài nhiều lắm mà. Tại mình dòng mất thời gian. Nắng đúng không? Ăn rau sống cực nhất là rửa lâu. Cái nhà chồng nha, mình ăn này phải ăn trái sống á nhỉ, mình ăn cái chín nhìn xẹo nó ngọt mà chắc không ăn đâu. Cái sống nó chắc chua nó chua mà khế chín thì nó ngọt lắm, nó chín rồi ý là nó chín rồi thì nó sẽ ngọt lắm á. Khế sống thì nó bị chát, nó chát. Khế ngọt á, nó còn sống, nó không chua, nó chát. Nhưng mà món này mình ăn với khế với chua chát, hai món luôn, hiểu không? Nhưng mà không có chua chát thôi. Dĩa sao vớt? Bây giờ thì thịt đã chín rồi này, mình đâm cái nó lủng nó chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ vớt thịt ra để nguội, tí nữa mình sắc lát, ha mẹ. Quynh cũng vậy mà muội cũng vậy. Bây giờ thì mình mở được nắp cho căn nhà coi nè, nó cạn rồi nè, nổ dần nó dần vậy đó, đặt nó đang lắm nha, chút xíu nữa thì cho nó kẹo xong chút xíu nữa nó mới ngon. Thôi bà dần đó, giờ mình tắt đây bếp rồi nha, tắt bếp rồi mà nó vẫn còn soi sùng sục nữa, nó còn lỏng vậy phải không, mình chút là đặt quay rồi. Còn mình quay mà đặt nó chút nó quẹo rồi. Đẹp xíu cho nó nguội nguội vậy hả anh. Bây giờ nóng quá mày múc ra.
quá nè. Rồi bây giờ mình sẽ múc mắm ruốc vô. Nó còn nóng quá, nó hơi lỏng chứ nó nguội, nó đặc lắm. Ừ. Mà giờ mình gấp quá. Có bụng rồi. 11 giờ mấy rồi. Trời, được rồi mẹ. À, được rồi. Rồi cái món ăn ngày hôm nay vô cùng đơn giản luôn, chỉ có bún thịt luộc với lại mắm ruốc thôi, ăn kèm với lại rau sống ha. Nhưng mà linh hồn của cái món ăn này đó chính là mắm ruốc ha, cho nên là cả nhà phải kiên trì, phải xào mắm ruốc, phải đứng đó mình quậy thiệt là lâu, nếu không á là mình sẽ bị giống như là nó sẽ khét với đít nồi á, cho nên là phải đứng quậy, rồi mỗi lần mà mắm ruốc văng rồi nó có thể phỏng nữa. Nói chung là chỉ kiên trì cái khâu xào mắm ruốc thôi. Rồi cái rau sống của mình á, thì nếu như mà cả nhà không có khế thì cả nhà có thể sử dụng xoài sống cũng được. Khế thì mình ăn kiểu nó khế sống á, thì nó không có chua nhưng mà nó chát, ăn rất là ngon. Dưa leo nè, thơm nè. Rồi ăn thơm á cả nhà, nó cũng có cái hay lắm á nha. Kiểu mắm ruốc á mà nó mặn mặn rồi kèm thêm miếng thơm ngọt ngọt, nó ngon lắm. Thơm nè. Nhìn bún nữa đi. Con thích. Đó. Rào. Rồi con lấy tay xé ra được không mà. Ui. Tính cái bắp đũa mà thôi, bắp tay cho vậy. Rào. Khế nè, khế nãy giờ để ngoài nó hơi đen, không sao. Ủa mà chua, chát không? Chua không? Không. Chát, không sao. Ăn ít xong, chát chút xong. Rồi dưa leo. Đó. Thơm nè. Đó. Thịt vô. Béo quá nè. Rồi. Dẹt miếng ớt ra. Dẹt miếng ớt ra. Găm miếng này lên. Trộn lên là mình ăn thôi. Thôi trộn. Để gì ăn trộn đi. Mặn. Thơm mà vừa mà. Thơm ngọt. Nói chung đang nhiều thứ vô á. Ngon. Khế nè. Khế chát chát nè. Ừ. Tại chưa chín á. Nhưng mà biết sao không? Mình không có khế thì mình ăn chua chát á, như người ta ăn chua chát nè. Nó trùng khế với chua chát nó hay đi đâu với nhau lắm. Thì ăn mấy món bò cũng được. Người miền Nam mình là ăn vậy. Ăn vô món ăn nghe đủ chị. Chua, chát, cay. Ăn rau nha, kỹ kỹ nha Nhi. Để ra bụng á. Nay là mới ăn lâu sống rồi lần đầu tiên. Ngon quá. Ăn cho chị Hai thèm chơi. Thơm ngọt quá. Thơm rẻ.
15.000 hai trái. Dễ. Gọt rồi mà nó to vậy nhỉ. Là còn trái nó to lắm ha. Bà thấy trái nó to to vậy chứ. Mua về gọt hơn xưa. Cái thơm nó gọt cái vỏ nó dày lắm. Giờ muốn mua có hình to hơn, mua trái to thì sao? Cái này mà có một ớt gì đó. Nó xanh lắm. Thơm. Cái ngưỡng ớt rồi. Dành ăn dữ vậy. Khua chén luôn. Ngon quá dành ăn. Video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây nha, bye bye cả nhà.